Vé máy bay Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dù mới đang mở bán không lâu nhưng nhiều chặng đã hết vé hạng phổ thông. Muốn có vé sớm, nhiều người phải chọn hạng thương gia với giá cao gấp 3-4 lần so với giá hạng phổ thông hoặc chấp nhận bay nhiều chặng. Chị Nguyễn Thị Thành quê Hà Tĩnh và chồng là Nguyễn Văn Đức quê Nghệ An đang làm công nhân tại khu công nghiệp Dĩ An Bình Dương cho hay. Năm nay anh chị đã lên kế hoạch về quê đón Tết 2024 từ hè và đã chủ động kinh phí mua vé máy bay, nhưng vừa khảo sát giá vé máy bay dịp Tết đã phải đắn đo hủy kế hoạch. Trên các trang web đặt vé máy bay trực tuyến, giá vé máy bay chặng thành phố Hồ Chí Minh Nghệ An từ hơn 5,5 đến 10 triệu đồng một người một vé khứ hồi. Nếu gia đình đi 3 người, ít nhất cũng là khoảng 20 triệu đồng, chưa kể các chi phí di chuyển từ Bình Dương lên sân bay Tân Sơn Nhất, dù từ sân bay Vinh về huyện Quỳnh Lưu. Đặt vé máy bay trực tuyến trên các trang web của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2024 trên nhiều chặng bay vẫn tăng từng ngày tùy hãng, tùy thời điểm bay và ngày bay, đã bao gồm thuế và phí. Đơn cử giá vé khứ hồi bay ngày 9 tháng 2 2024 tức chiều 30 Tết và bay ngày 16 tháng 2 2024 tức mùng 7 Tết chặng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội của Vietjet có giá là 5.538.000 đồng một vé. Vietnam Airlines là 5.987.000 đồng một vé, Bamboo Airways là 7.203.000 đồng một vé, Vietravel Airlines là 6.130.640 đồng một vé. Giá vé khứ hồi chặng thành phố Hồ Chí Minh Vinh Nghệ An của Vietjet Air là 5.632.800 đồng một vé, Bamboo Airways là 7.154.000 đồng một vé và Vietnam Airlines là 9.928.000 đồng một vé. Chặng bay Hà Nội Nha Trang ngày 11 tháng 2 mùng 2 Tết, ngày về 17 tháng 2 mùng 8 Tết của Vietjet có giá 5.877.000 đồng. Bamboo Airways là 6.688.000 đồng và Vietnam Airlines là 7.130.000 đồng. Giá vé máy bay cao ngất không chỉ khiến người dân phải đắn đo khi đặt vé về.
ngoài từ và đã có hơn 41.000 vé được hành khách thanh toán thành công. Vé tàu Tết năm nay tăng trung bình từ 1 đến 4% so với năm trước, tùy chặng và tùy loại tàu vào dịp cao điểm. Riêng chiều thấp điểm, giá vé tàu giảm từ 1 đến 8% so với năm trước. Cụ thể, giá vé tàu Tết cao nhất, giường nằm chặng Sài Gòn - Hà Nội là 2.950.000 đồng. Giá vé tàu Tết thấp nhất, ghế ngồi chặng Sài Gòn - Hà Nội khoảng 1.950.000 đồng. Riêng giá vé ghế phụ sẽ bằng khoảng 80% giá vé thấp nhất chặng Sài Gòn - Hà Nội, dao động ở mức 1,5 triệu đồng. Trước mức giá vé máy bay dịp Tết tăng cao như trên, mặc dù vé tàu Tết có tăng nhẹ so với cao điểm Tết năm trước, nhưng so với vé máy bay, giá vé tàu vẫn khá mềm. Nhiều hành khách đi mua vé tàu chia sẻ vẫn lựa chọn tàu hỏa để về quê nhằm tiết kiệm chi phí sau một năm khó khăn về kinh tế. Chị Trần Ngọc Hương, quê Thanh Hóa, tiểu thương buôn bán tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, giá vé máy bay thành phố Hồ Chí Minh - Thanh Hóa hơn 7 triệu đồng khứ hồi, trong khi vé tàu hỏa chỉ 4 triệu đồng khứ hồi, nên gia đình chị quyết định xem mua vé tàu. Nhà có 4 người, nếu chọn đi tàu hỏa, tiết kiệm được hơn chục triệu đồng. Có thể để số tiền này mua sắm Tết, quà cáp biếu người thân. Ngoài việc mở bán vé tàu Tết, ngành đường sắt cũng đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu, như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8 tháng 2 2024, tức ngày 29 tháng 12 âm lịch, và đi từ 1.000 km trở lên. Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Đặc biệt, sinh viên sẽ được giảm từ 10 đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu. Ngoài ra, ngành đường sắt sẽ giảm 30% giá vé để kích cầu đi lại mùa thấp điểm với chương trình khuyến mãi 6.000 chỗ giảm giá 30% cho hành khách đi trên các đoàn tàu đơn vị quản lý trong tháng 11 từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11 2023. Sau khi giảm, giá vé thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang chỉ từ 180.000 đồng một vé, thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng chỉ từ 340.000 đồng một vé, thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội chỉ từ 615.000 đồng một vé.